À, thóc giống đây các bạn ạ. Ôi cái này sao cái hạt này giống như kiểu thóc rồng ấy nhỉ? Như thóc nếp, quê mình gọi thóc rồng. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn, mình tên Rufin. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Link Philip Vlog, cuộc sống ở châu Phi. À, hiện tại thì anh em mình đang ở trong bản mới, bản Chilembo. Đó, thì ngày hôm nay thì theo kế hoạch thì mình đến đây để mang toàn bộ cái số máy móc này đến để phục vụ vào cái vườn nông nghiệp để tưới. Nhưng mà mọi người nhìn thấy đây, toàn bộ bầu trời hôm nay cơn mưa rất là nhiều. Bác trưởng bản cùng với mọi người có nói với mình là hôm nay sẽ không tưới nữa và để nếu như đêm nay nó mưa thì đỡ cái mất cái công sức của mình đi. Sau đó nếu mà không được thì ngày mai, nếu mà đêm nay không mưa thì ngày mai sẽ đi tưới, bởi vì đất ở đấy nó vẫn còn đang rất là ẩm. Mình vừa mới kiểm tra rồi thì những cây ngô mà mình trồng nó đã ra mầm rất là đẹp rồi. Đó. Ở đây thì hôm nay mình có mang hai cái máy bơm nước. Đó, cái máy bơm to các bạn ạ. Cái máy này lần trước mình mua này, cái này cũng thế này. Cái này vẫn hay sử dụng để hút nước ở trong ao cá đấy các bạn. Đó, vẫn hay sử dụng hút nước trong ao cá thì mục đích cũng là để giống như trong bản Sai Luân Đù ngày hôm qua đấy, thì cái máy này sẽ hút nước ở dưới suối lên, cho vào đổ đầy vào cái giếng, trộn mấy cái giếng đấy, sau đó sẽ dùng máy bơm nhỏ để hút, để tăng bo đi ra cánh đồng. Đó, ngày hôm qua thì cái máy bơm mà thả xuống dưới, máy bơm gọi là bơm hỏa tiễn hay là bơm tõm đấy thì tùy từng vùng miền gọi, nhưng thực tế là mình chưa có kinh nghiệm sử dụng cái máy đấy. Thế cũng rất cảm ơn các cô chú các anh chị mọi người đã nói là hướng dẫn cho mình về cách sử dụng cái máy, tức là phải nâng nó lên cao một chút thì tránh trường hợp mà nó hút vào bùn rồi vào rác các thứ, nó bẩn, nó bị tắc. Thì ngày hôm qua thì mình cũng đã lấy cái miếng đá to để ở dưới rồi, nhưng mà nó vẫn hơi nhỏ. Đó, cái này thì mình sẽ nghiên cứu để phụ thêm. Bây giờ sẽ đi vào trong tham quan một chút nhà anh bạn này. Anh bạn này là mình vừa mới ở vườn về cùng với mình, ở ngoài vườn mà chỗ vườn ngô đấy các bạn. Thì anh ấy nói là trong nhà anh ấy là có một cái giống lúa. Đó các bạn, có thóc giống muốn cho mình xem. Thì mình cũng đang nghi ngờ. Thì bây giờ sẽ đi vào trong nhà anh này để kiểm tra, bởi vì là thóc giống ở đây thì là rất là khó. Đó, không có đâu bạn, châu Phi này hiếm lắm. Thế bây giờ mình sẽ vào trong đấy để xem là anh ấy nói có đúng không. Đó, còn đây là những cái bông bông kê đây các bạn. Cây kê bên này mọi người gọi là Masambara đấy. Cũng chuẩn bị đang trong cái thời kỳ gọi là ra bông rồi. Ồ, mai về liệu có mẹ. Ta phi xin đấy. À, thóc giống đây các bạn ạ. Ồ, cái này sao cái hạt này giống như kiểu thóc rồng ấy nhỉ? Như thóc nếp. Quê mình gọi thóc rồng. Tem mais outro. Oh, cái này là giống khác nè bạn. Esse é igual. Esse é igual, esse aqui não é igual. Esse é diferente. Esse é diferente, mas tem mais um, dois tipos. Tem outro? Tem mais outro. Mostra, eu quero ver. Tira. Các bạn đây. Hai loại khác nhau, đó, loại bên này và loại bên này là khác nhau. Đó. Cái này mình phải hỏi tí nữa xem nguồn gốc xuất xứ ở chỗ nào. Tại sao anh lại có thóc giống? Đây. Đi vào trong này xem. Mai velho. Posso entrar? Pode. À, da. Đây. Desce. Para não errar tu. Cất vào trong chai các bạn ạ, xong rồi lấy cái cùi ngô để ấy vào để cho chuột nó hỏi ăn. Ok. Esse é outro tipo. É. E mesmo pássaro não come. A pássaro não come? Ah, tem um sinal aqui. Quando ela tenta de coisa, fica.
cái gì? FT chú? No, no. Tông mày. Yeah. No, no FT. Tên un sinal aquí. Na germinação dele aparece como un sinal, tipo assim, na forma de capim. A planta. Quando ele vem, depois ele pica. Sim, quando ele atenta de comer, ele pica. Okay. Agora foge. Semente está muito. Các bạn đây, cái giống này, cái hạt lúa này thì nó lại dài. Đó, cái hạt này nó rất là dài. Nó dài hơn rất nhiều so với cái giống lúa khác. Mais velho, sim. Você tira semente aonde? Ah, tiramos na empresa no gozo, no FAO. O FAO. FAO? Não. FAO ou FA? FAO. FAO? Que nos promoveu para uma escola, depois nos deu certificado para produção de arroz. Ah, quer dizer, você foi estudar? Sim. Aonde? É mesmo aqui, no campo mesmo. Ah, aqui no campo? Sim. E tem técnico vem? Sim, tem técnico. Técnico lá no Guambo? Não, aqui mesmo. Aqui no Bailundo? Ah, na direção do FAO. Ah. É. Que assinar, que plantar. Ah. E depois que deu semente. É. Eu já costumo mesmo, já faz há tempo. Quanto tempo? De 2018. Ah, 2018? É. Tinha plantado já mesmo que chegava a 500 quilos. Eu mesmo próprio. Ah, é? Sim. E depois arroz vai fazer como? Comer. Vai como? Levamos na máquina lá no coso, na vila. Na vila tem máquina? Tem máquina para tirar o lixo. Para tirar o lixo, para cascar. Manga cascar, sim. Ah, é? Sim. Vai pagar como? 50 quilos é 1.000 kwanza. Ah. Sim. Mas agora aqui tem pessoa que está plantando? Sim, temos. Plantamos sempre. Sempre? Só que esse ano não plantamos muito, devido que apertamos muito no cultivo de feijão. Sim. Ok. Mas aceitamos a prever para plantar. Bastante houver condições para preparação de terra, assim podemos plantar. Ah, ok. Sim. Đó, các bạn, anh này là ngày xưa là đi học đi học mà làm kỹ thuật trồng lúa các bạn. Esse é quando planta arroz tem que ter água. Bastante chuva, chover muito. Não precisa muito. Sim. Bastante. Sim. Mas com muita água é mais potente. Será mais potente porque dá mais muito. Mas quando tem motobomba, não precisa a chuva. Assim o tempo seco. Sem problema. Anh này các bạn đã từng có thời điểm anh ấy cấy lúa xong rồi thu hoạch được 5 tạ như anh ấy vừa nói đó. Ngày xưa anh có đi học cái kỹ thuật trồng lúa nước của cái đội kỹ sư làm nông nghiệp ở trong huyện này đấy, nhưng mà cái mô hình nó không được phát triển mạnh các bạn. Cái này là tự người mấy ali quando você foi estudar no Bailundo tem técnico aqui só no Bailundo, não tem mais outro? Não, é só aqui no Bailundo. Nós aqui fizemos uma experiência aqui. E também onde vinha nos promover, nos dar certificado para vir continuar com o trabalho. Sim. Sim. Mas quando você planta arroz, ele vai dar e adubo ou como é que é? Ou só dá semente? Não, por causa de que ele não dá um adubo, né? Amônio. Por isso que cortamos com ele, então cada qual ficou. Fazemos individualmente, que eu gosto dele. Ah, ok. Sim, sim, é. Então, aquela máquina para cascar esse é do pessoal, alguém ou do estado? É do estado. Ah, do estado? Sim. Aonde? Está na escola, no coso. Na ECA, na EDA. Está na EDA, sim. Depois da polícia. Depois da polícia. Comando. Ah, depois da comando? Não. Aqui o BF, o banco, aqui tem a própria instituição da EDA. Ah, ok. Sim. Sim. Aí na EDA tem uma máquina cascais. Mas todo dia abre ou como é? Não.
Nós aqui não estamos a produzir, mas lá não coisa, não, não trabalha. Ah, lá está fechado? Sim. Ah. Nós aqui produzimos assim. Lá da BA. Sim. Ah, ok. Sim. É, quando eu, assim, posso levar aqui o arroz e trazer lá. Mas assim, vamos abrir, vamos coisa. Mas quando eu não ir lá, fica fechado, porque não tem mais produtor. Sim. Sim. Velho, aqui dentro tem, ainda tem muito arroz? Ainda tem muito arroz. Rufino, ajuda. No momento não tem muito. Tem no, quanto? Traz tudo aqui. Tá em outra casa. Sim, traz tudo aqui dentro da casa, eu quero ver. Đó, các bạn, ở đây là anh ngày xưa anh đã từng trồng và được thu hoạch, được cắt lúa đấy. Là được 5 tạ các bạn. Đó, sau này thì cái này để anh ấy đi học của chương trình của nhà nước các bạn, kiểu như là khuyến nông đấy. Thế nhưng mà nhà nước thì lại không cấp cho anh ấy lân đạm. Rồi là tất cả mọi thứ họ chỉ có nói về cái kỹ thuật thôi. Đó, còn lân đạm các thứ thì không cung cấp. Đến bây giờ thì cách đây khoảng tầm độ 2 năm rồi thì người dân không còn làm việc chung với cả mấy anh kỹ sư nông nghiệp nữa. Đó. Và ở ngoài huyện ấy thì là cũng có một cái cơ sở sản xuất cơ sở xay sát các bạn. Xay sát gạo. Đó. Thì khi nào anh ấy vừa hỏi, anh ấy vừa chỉ cho mình rồi. Khi nào có thời gian thì mình sẽ đến đấy và sẽ review qua cho các bạn xem cái cơ sở xay sát của bên châu Phi nó có khác gì so với Việt Nam mình không. Vậy mình thì thực tế thì không biết, nhưng mà mình hỏi anh ấy là thế 5 tạ thóc đấy thì anh làm như thế nào để ăn, thì anh ấy nói là mang ra ngoài huyện. Đó, mang ra ngoài huyện thì ở đấy nó có cái cơ sở xay sát của nhà nước các bạn, nhưng bây giờ thì tạm thời cũng đóng cửa rồi bởi vì là người dân ở đây còn không có thóc mang đến đấy để xay sát nữa nên cơ sở đóng cửa. Khi nào mà có người mang thóc đến thì mọi người sẽ lại mở cửa để xay bình thường. Đó. Esse momento você não planta? Esse momento dá, só que devido ao frio, mas bastante com água dá. Porque... Mas agora mesmo, agora mesmo. Agora dá. Sim, não. Eu quero saber agora mesmo, na tua casa está plantando outra ou não? Na horta? Ah, não. Não? Só outro? Plantamos, mas no próprio campo, esse ano não tratamos bem. Sim. Mas você quer conhecer o próprio terreno onde plantamos? Aí é. Podemos lá chegar. Lá tem arroz que está plantado. Okay. Ainda tem? Ainda tem, sim. Tem muito? Sim. A grande, tipo quintal assim? É grande, sim. Não, sai mesmo daqui até lá. É do quem? É da escola, de uma comunidade. Associação. É associação. Ah, do bairro que está plantado junto? Sim. Depois, quando tirar, vamos dividir? Sim. Vamos, quando tirar, vamos tirar como? Não, tiramos mesmo assim. Cortar com mão? Ah, com a mão. Não cortar assim? Cortamos com... Não. Katana não dá? Não, com katana não dá. Sim, draga. Sim, eu sei. Porque ele, quando germina, fica assim, depois de peso, abaixa. É. Agora você vê com katana assim, tudo vai sair. Yeah. Okay. Então tem que ver assim, cortar assim. Ah, ok. Levar uma bacia, então mete numa bacia, corta, depois mete na bacia. Ah, ok. Sim. Não tem mais? Onde tem a casa fechada? Fecha? Ah, fecha. Onde tem muito? Onde tem muito. Mais ou menos quanto quilo? Pode chegar mais de 20, sim. 20, sim. Ah. Ah. Mas semente aqui, já. Tem muito? Tem muito, sim. Đó các bạn, anh ấy nói là aquela semente aí. É. Aquela cresce até que chegar aqui. Esse grande ou pequeno? Esse grande. Qual? Esse aqui. Pena, pega. Pode chegar aqui? Já, esse aqui. Esse? Esse aqui cresce até que chegar aqui. Ah. Terminou. Esse também. Fica nessa coisa. Esse, quando crescer, mais ou menos chega aqui, chama, altura do pessoal. Esse chama sileu. Sileu? É arroz sileu. Ah. Chamamos de sileu. Quando comer, esse tipo tá colando um bocado, né? Ah. Esse aqui? Esse é redondo, sim. É. Đây là cái thóc giống này các bạn. Anh ấy nói là khi nào mà nó tốt ấy thì nó sẽ, nếu mà tốt thì nó sẽ cầm ngang đầu người. Đây đúng là cái cây thóc nếp ngày xưa ở Việt Nam mình rồi. Esse aqui produce mais. Esse aqui? Esse aqui pode meter 1 kg, colhe 200 kg.
Es aquí. Es aquí también. Puedo coger, meter un kilo para coger 180 kilogramos. Ah, ¿eh? Sí. Anh nói là một cân thóc giống này. Anh nói là nếu như mà trồng như mọi năm ấy, là một cân thóc giống này có thể đến lúc thu hoạch sẽ được tầm khoảng 2 tạ. Đó, còn loại này thì trồng một cân, gieo một cân mạ đấy thì sau này có thể thu được tầm khoảng độ tạ rưỡi đến tạ 8. Đó. Hôm nay còn trong bản này các bạn, anh nói là ở trong bản này ấy, thì là gần như là 100% tất cả các hộ dân đều có thóc giống cả, nhà nào cũng có. Có mẹ mẹ về lửa tu đô bê? Nếu ta casa tên arroz? Não, tem, mas é pouco. Tem? Sim, é pouco. Esse tipo? É mesmo. Aí é? Só bocado? É bocado. Quanto quilo, mais ou menos? Mais ou menos 2 quilos. 2 kg. Nhà anh này cũng có các bạn, anh mình hỏi có bao nhiêu cân, anh bảo có tầm khoảng 2 cân thóc giống. Đó. Hôm nào mình sẽ tập trung tất cả mọi người. Sau đó thì sẽ xem nhà những nhà ai có thóc giống rồi mình sẽ tiến hành vào đây huy động mọi người đi trồng một mảnh ruộng to. Sau đó thì toàn bộ lân đạm các thứ mình sẽ cung cấp, bởi vì là các kỹ thuật thì người dân có rồi, đã học được của mấy anh kỹ sư ở trong huyện, các anh đã hướng dẫn hết rồi. Kỹ thuật trồng và chăm sóc như thế nào, bảo quản thóc ra làm sao. Chỉ có điều là mọi người không cấp lân đạm cho cái cho người dân thôi. Thì đợt này lân đạm mình sẽ cấp. Mấy về lửa quạt à? Dạ, bắt đầu quạt đà. Agora chuva, và nâu mùi lìa. Nào, nó phải mở. Nào, phải. Quán đê xì, e xì quán đù mùi lìa. Ele vai sair já rest dele. Em lo này quạt đà. Dạ. Trời mưa rồi các bạn ạ. Đó các bạn, đây là một điều vô cùng bất ngờ khi mà mình phát hiện được thóc giống, một cái cây lương thực rất là quen thuộc của người Việt Nam mình ở bên châu Phi các bạn ạ. Đó, thì cái này thì anh ấy có nói với mình là có đi học được cái kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa của mấy anh kỹ sư nông nghiệp ở trên Bai Lu Đù, tức là chỗ gần nhà mình đấy, trên huyện đấy. Thế nhưng mà ở huyện thì nhà nước lại không cấp lân đạm cho người dân. Thế nên là bây giờ mọi người trồng theo kiểu là tự phát, mỗi nhà trồng một mảnh nhỏ nhỏ. Rồi trong bản này cũng có một cái vườn trồng lúa, nói chung là cũng tương đối là rộng. Thì anh ấy có nói là lúc nào anh sẽ đưa đến mình đến xem. Thì trong thời gian tới, một vài ngày tới thì mình sẽ đến và review lại cho mọi người xem cái vườn lúa của người dân Angola trồng nó như thế nào. Thì đây là toàn bộ là lúa, không có phân bón, lân đạm, tất cả mọi thứ đều không có cái gì cả, mà mọi người chỉ trồng đấy thôi, xong rồi phụ thuộc vào thiên nhiên thôi. Đó. Muito obrigado. Porque hoje que mostrar a cimento esse lá na nossa terra é tipo segundo mundo. Ok. De cultivar arroz. Tá bem, né? Yeah. Muito obrigado. Então, eu também agradeci. Sim, vamos marcar dia. Vamos ir lá no outro onde você ok, no pessoal aqui no bairro que está plantar. Quero mostrar, eu quero vai lá para ver como é que é. Depois vamos avançar, vamos plantar outra grande. Assim como é que está bom? Sim, vou plantar outra grande e tem adubo, tem urea, não sei o que, tudo vai ter. Porque nós paramos porque não tem um investimento para plantar em uma grande escala. Sim. Mas se aparece alguém que faz isso, nós podemos apostar, porque somos muitos aqui no mesmo aldeia. Todos conseguimos de plantar, mas devido às condições de plantar. Ah, ok. Esse não tem problema. Depois. Nós já chegamos a plantar, colher 2.000 quilos. Ah, é? Sim, de arroz mesmo. 2.000. Sim. Aqui todos mesmo, sabe? Já passaram nessa escola. Todos sabem. Então, devido às condições mesmo, por isso que estamos parados. Sim. Porque temos uma área que é na baixa. Para a pessoa conseguir só uma hectare, tem que pagar muito. Então, com as doenças, outras coisas, então a pessoa abaixa depois.
no tiene cómo arrancar. No. Si sí. aparece una empresa que puede ayudar en un investimento, sí. él eso ya tiene terreno. Ya. Si yo puedo ayudar, yo también quiero plantar arroz, okay. quiero cultivar arroz también. Sí. Porque si es en nuestra tierra, es muy. Sí. Segundo mundo. Okay. Ya. Yeah. Aqui você já bem vindo mesmo. Yeah. Tem muito, tem mesmo produtor. Sim. Okay. Até já temos certificado. Ok, các bạn, video ngày hôm nay anh em mình đến bản này mục đích là đi đến đây để tưới cái vườn ngô anh em mình trồng. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ thì trời bắt đầu mưa rồi các bạn. Thì mình đã vào đây, anh ấy có nói với mình là muốn cho mình xem một cái loại giống này, giống thóc. Thì mình nghi ngờ đó. Thế nên là bây giờ mình vào đây xem thì đã kiểm chứng hết tất cả mọi thứ rồi. Đây là chỉ có một nhà đó các bạn. Còn tất cả người dân ở trong bản nhà nào cũng có thóc giống. Đó, mỗi nhà được mấy cân đấy, 1-2 cân rồi 5 cân. Có nhà nào nhiều thì được 20-30 cân đó. Hôm nào có thời gian thì mình sẽ đi một vòng quanh bản tất cả mọi người. Nhà nào mà có thóc giống mình sẽ bỏ ra cho các bạn cùng xem. Sau đó thì sẽ tiến hành lấy cái thóc đấy để đi vào trồng một cái mảnh vườn lớn. Ok các bạn, thì thôi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Phát lại. Chào các bạn. Chào các bạn. Yeah, valeu. Sim. Yeah, valeu. Agora chuva, vou bazar. Ah. Yeah. Sim, chuva caiu já. Sim. Yeah. Ok. Outro dia, né? Sim.